Hello, my name is Jerry Almendares, Superintendent of Santa Ana Unified School District. Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh. Chúng tôi là Jerry, Tổng Giám đốc của Học khu Thống nhất Santa Ana. Tôi muốn nhân cơ hội này để cập nhật cho cộng đồng về một vài quyết định mà chúng tôi đã đưa ra tuần trước. Cụ thể là quyết định liên quan đến năm học 2020 và hủy bỏ các sinh hoạt cuối năm. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng an toàn và sức khỏe là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Quản trị. Kết quả là chúng tôi đã đưa ra quyết định đóng cửa trường trong phần còn lại của năm. Trường học đóng cửa không có nghĩa là việc giảng dạy sẽ ngừng lại. Các em học sinh có cơ hội để tương tác với các thầy cô và cũng như có cơ hội để nhận các gói bài làm và tiếp tục học theo cách đó. Chúng tôi cũng muốn cho các em học sinh biết rằng chúng tôi không muốn các em căng thẳng quá về điểm hạng của mình. Chúng tôi cũng đang xem xét về các luật lệ liên quan tới điểm hạng cho những tháng còn lại của năm. Việc xem xét về tình hình hiện tại, chúng tôi không muốn trừng phạt các em trong tình huống khủng hoảng trong giai đoạn này. Vì vậy, thông tin sẽ được đưa ra liên quan đến cách chấm điểm. Chúng tôi đang quan tâm với các học sinh sắp ra trường năm nay sẽ lên đại học. Chúng tôi đang làm việc với các trường đại học địa phương, các cố vấn trường và các nhân viên của quản trị của trường, cố gắng phát triển quy trình hợp pháp nhất cho tất cả các em. Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều các em học sinh và gia đình đã trả tiền cho các sinh hoạt cuối năm. Với ý nghĩ đó, chúng tôi yêu cầu nhân viên quản trị trường bắt đầu hoàn trả số tiền đã trả cho các sinh hoạt cuối năm. Ngoài ra, còn cho phép các em học sinh đến trường để lấy những đồ dùng cá nhân hoặc những nhạc cụ mà các em còn để lại trường. Và nhà trường sẽ có thêm những phần thông tin liên quan đến việc đó. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với trường của các em để biết thêm chi tiết. Tôi cũng muốn nói cho các em lớp 12 sắp ra trường năm 2020 rằng tôi rất tiếc và xin lỗi các em phải trải qua những tình huống đáng tiếc này. Nhưng tôi cũng muốn cho các em biết rằng là các quản trị, nhân viên của trường đang cố gắng tìm cách nào để tuyên dương những học sinh chăm chỉ và thành quả cố gắng học tập của các em. Quyết định hủy bỏ sự kiện đối với chúng tôi là điều rất khó xử và đau lòng, nhưng cũng biết rằng không chỉ có học khu thôi mà còn có những người trong cộng đồng, thành phố đều tìm cách để tuyên dương những thành quả tốt của các em trong suốt 4 năm học tập.